có cuộc đời bác xăm lo cho hạnh phúc nhân dân, mà anh ngàn đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về cưới biếu lùa, bác thương đàn cháu nhỏ chúng thu gửi cho quà. Đàn tấn công đêm nay ngoài rừng. Xin cảm ơn. Tiếp tục lựa chọn chủ đề và nốt nhạc tiếp theo. Dạ, em xin chọn chủ đề Trường Sơn, nốt nhạc thứ nhất ạ. Chủ đề Trường Sơn và nốt nhạc thứ nhất bắt đầu. Xin mời anh Thái Duy. Bài ca Trường Sơn. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề và nốt nhạc tiếp theo. Chủ đề Trường Sơn, nốt nhạc số 2. Chủ đề Trường Sơn và nốt nhạc số 2 tiếp tục. Anh Hải Duy. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Chúc mừng Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Tiếp tục lựa chọn. Chủ đề Người Lính, nốt nhạc số 3. Người Lính, nốt nhạc số 3 bắt đầu. Anh Hải Duy. Năm anh em trên một chiếc xe tang. Chúc mừng. Đây là nốt nhạc may mắn. Anh hãy hát một đoạn trong bài hát này. Năm anh em trên một chiếc xe tang, như năm bông hoa đỡ cùng một người, như năm ngón tay trên một bàn tay, đã chung gần là năm người như một. Lựa chọn chủ đề và nốt nhạc tiếp theo. Chủ đề mới nhất quê hương. Nốt nhạc số 1. Số 1 bắt đầu. Xin mời anh Thái Duy. Bến cảng quê hương tôi. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn. Trở về chủ đề Bác Hồ, nốt nhạc số 3. Chủ đề Bác Hồ, nốt nhạc số 3. Chúng ta cùng nghe. Xin mời anh Thái Duy. Ca ngợi Hồ Chủ tịch. Chúc mừng. Chính xác. Tiếp tục lựa chọn. Chủ đề Trường Sơn, nốt nhạc số 4. Trường Sơn và nốt nhạc số 4. Đây là nốt nhạc đặc biệt. Anh Thái Duy sẽ nghe một nhạc cụ và đoán xem đây là nhạc cụ gì. Đây là guitar bass. Guitar bass. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn. Chủ đề Người Lính, nốt nhạc số 1. Chủ đề Người Lính và nốt nhạc số 1 bắt đầu. Xin mời anh Lê Châu. Chiến sĩ Việt Nam. Chiến sĩ Việt Nam. Tiếp tục lựa chọn. Chủ đề Trường Sơn và nốt nhạc số 3. Trường Sơn và nốt nhạc số 3. Chúng ta cùng nghe. Xin mời bạn Phương Hảo. Dạ, đêm Trường Sơn. Đêm Trường Sơn. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn. Em xin chọn chủ đề Bác Hồ, nốt nhạc thứ 4. Chủ đề Bác Hồ và nốt nhạc thứ 4. Chúng ta cùng nghe. Xin mời anh Lê Châu. Em mơ gặp Bác Hồ. Em mơ gặp Bác Hồ. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Chủ đề Quê Hương, nốt nhạc thứ 4. Xin mời Hương Hảo. Đến với con người Việt Nam tôi. Đến với con người Việt Nam tôi. Tiếp tục lựa chọn. Quê Hương, nốt nhạc thứ 2. Quê Hương, nốt nhạc số 2 bắt đầu. Anh Thái Duy. Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi. Cho biết tên hai loại trái cây được nhắc đến trong lời bài hát là hai loại trái cây nào? Bạn ơi hãy đến với chúng tôi. Mía ngọt
Vâng, dừa mía thơm. Ngọt dừa xanh. Xin mời anh tiếp tục lựa chọn chủ đề và nốt nhạc tiếp theo. Chủ đề quê hương nốt nhạc số 3. Chủ đề quê hương nốt nhạc số 3 bắt đầu. Phương Hạo. Dạ, bài ca Đất Phương Nam ạ. Bài ca Đất Phương Nam, yeah. Tiếp tục lựa chọn. Em chọn chủ đề người lính nốt nhạc thứ 4. Chủ đề bài hát về người lính và nốt nhạc thứ 4 bắt đầu. Anh Thái Duy. Tuổi em vừa tròn đôi mươi 18, em cái mấy tóc con gặp đi từng bước và... Anh đã không thể nhớ được tên bài hát bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa kết thúc vòng thi thứ nhất và kết quả số điểm của ba thí sinh sau vòng thi này như sau. Thưa quý vị, anh Lê Châu đã đạt được 300 điểm trong vòng thi thứ nhất, bạn Phương Hảo 550 điểm và anh Thái Duy 1.400 điểm. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta đến với trò chơi dành cho khán giả. Thưa quý vị, trò chơi dành cho khán giả của Nốt Nhạc Vui lần này với chủ đề người lính Trường Sơn và Bác Hồ. Và hai đội đã sẵn sàng. Chúng tôi xin mời đội A cử đại diện và đội B bước lên phía trước giành quyền ưu tiên, xem đội nào sẽ là đội xuất phát trước. Xin mời. Hop. Đội A may mắn hơn sẽ là đội xuất phát trước. Xin mời. Bài hát chủ đề Trường Sơn, Bác Hồ, người lính bắt đầu. Con ở miền Nam ra thăm Nam Bắc, ta thấy trong thương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre. Tiếp tục 1-0. Đi giữa trời khuya sao đêm lấp lánh, con giống núi rừng và ai chẳng em cô gái mở đường. 2-1. Đêm Trường Sơn chúng cháu nhìn trăng nhìn cây, thành ra thương như vẻ bâng khuâng, chúng cháu thấy bác như đã đến nơi này. Hay hấp. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bốc mắt giờ thất cao, dù thân thể thiên nhiên mang đầy thiên tích, dù xa cách hai ngả đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh sáng. Cùng mắc vòng trên rừng Trường Sơn, hai đứa hai đầu xa thầm, đường ra trần mùa này đẹp lắm. 2-3. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng, có người chim sinh ơi mong ngồi đường xa, đi giữa dòng đời qua phố nhỏ thênh thang. 2-1. Trường Sơn đông, Trường Sơn tây, bên nắng đổ, bên mưa rơi. Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại, sáng nay đã hỏi thăm em người, cảm thương cảm mến. Và bài hát cuối cùng của đợt này xin mời. Có người lính mùa thu ấy xa đi từ mái tranh nhà, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về, dòng tình anh khắc vào đá núi, mây vàng hụt bóng cây tre. Tiếp tục. Rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ, nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim, là trái tim yêu thương.
quân pháo lan dài chiến dịch. Đừng giật mình chợt nghe tiếng pháo giáng, ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ. Sao anh em vẫn đợi cho anh sao bay xa, đứng xa nhau đầu chi dài và nhớ. Thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Pháo anh lên đôi cao đáo vào đầu giật đi. Cuộc dưới hòm sâu em vẫn là chiến sĩ. Cài trên cuối cuộc đầu, cuộc đời xanh tươi cho em ngày đêm ta bên nhau. Những đêm ngày chiến đấu, ngày đêm ta bên nhau. Những đêm ngày chiến đấu, đêm ngày trong chiến đấu anh với em. Tuyệt vời, thưa quý vị, hai đội đã cùng hợp tác với nhau để hoàn thành bài hát. Và chúng ta vừa kết thúc trò chơi dành cho khán giả chủ đề Trường Sơn, Bác Hồ và Người Lính. Các bạn đã thực hiện trọn vẹn theo yêu cầu. Và bây giờ xin gửi những phần quà của nhà tài trợ Twister. Hai đội đều ngang tài, ngang sức với nhau. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị, vòng 2 của chúng ta có 4 chủ đề. Lần này, ba thí sinh không cần phải chọn nốt nhạc. Chỉ cần chọn chủ đề, âm nhạc sẽ vang lên. Và với đặc điểm là ngân hàng điểm sẽ vơi dần đi. Đặc điểm này các thí sinh lưu ý: bấm chuông mau điểm cao, bấm chuông chậm điểm ít, nhạc dừng lại rồi không còn điểm nữa. Và bốn chủ đề của vòng 2 gồm có: thứ nhất biển, thứ hai hát, thứ ba chiều và thứ tư nay. Nếu chúng ta đọc theo chiều dọc là biển hát chiều nay, đó cũng là lãnh vực mà ngành hải quân chúng ta luôn luôn bám sát, đầy tình yêu dành cho biển cả. Thưa quý vị, và bây giờ thì sau vòng thi này, thí sinh ít điểm nhất buộc lòng phải chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Ba thí sinh sẽ có nốt nhạc may mắn để có thể vượt lên phía trước. Và bây giờ thí sinh ít điểm hơn sẽ được quyền ưu tiên chọn lựa chủ đề. Xin mời anh Lê Châu. Tôi chọn chủ đề hát. Chủ đề hát bắt đầu. Nhạc đã dừng lại, không còn điểm nữa. Đây là bài khúc hát Người Đi Khai Hoang. Xin mời bạn Phương Hảo. Em chọn chủ đề biển. Chọn chủ đề biển. Bắt đầu. Anh Châu xin mời. Tình Biển. Chúc mừng Tình Biển. Anh có nốt nhạc may mắn giúp anh nhân đôi số điểm trong ô điểm này bằng cách nào? Hãy hát một đoạn mà trong lời bài hát của bất kỳ bài hát nào có từ biển. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông như nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về. Tiếp tục chọn lựa chủ đề tiếp theo. Tôi chọn chủ đề hát. Tiếp tục chủ đề hát. Anh Lê Châu. Hát mãi khúc quân hành. Chúc mừng chính xác. Nốt nhạc may mắn của chủ đề thứ hai đã rơi vào tay anh. Hãy kể tên ba bài hát khác mà trong tựa đề của nó có chữ quân. Hành quân xa. Hành quân xa một. Dài phóng quân. Hai. Bác đã cùng cháu hành quân. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Tôi chọn chủ đề này. Chủ đề này bắt đầu. Xin mời bạn Phương Hảo.
thách về cây lúa hôm nay. Chúc mừng chính xác. Lần này bạn Phương Hảo có nốt nhạc may mắn giúp bạn ghi thêm. Nếu như đáp đúng câu hỏi phụ, hãy hát một đoạn mà trong lời bài hát có cụm từ ngày mai. Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường tới những chân trời mới. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề và nói nhạc tiếp theo. Em xin chọn chủ đề biển. Chủ đề biển tiếp tục. Anh Thái Duy. Tình em biển cả. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn. Chọn chủ đề chiều. Chủ đề chiều. Bắt đầu. Xin mời anh Duy. Dừng chiều. Dừng chiều. Chúc mừng. Nốt nhạc may mắn. Lần này anh sẽ có cơ hội ghi thêm điểm. Cho biết tên tác giả của bài hát này. Dừng chiều, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Vũ Thanh, chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Tiếp tục chủ đề chiều. Tiếp tục chủ đề chiều. Anh Thái Duy. Chiều xuân. Chiều xuân. Tiếp tục. Tiếp tục chủ đề biển. Lần này sẽ là chủ đề biển. Bài rất quen thuộc nhưng mà khó nhớ tên của nó. Đây là bài Mái Đình Làng Biển. Xin mời anh Lê Châu tiếp tục chọn chủ đề tiếp theo. Chọn chủ đề hát. Lần này sẽ là chủ đề hát. Vâng, xin mời anh Thái Duy. Hát cho dân tôi nghe. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Xin chủ đề nay. Lần này là chủ đề nay, chúng ta cùng nghe. Xin mời anh Duy. Tấm ngày nay. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Chủ đề biển. Tiếp tục chủ đề biển. Xin mời bạn Hảo. Dạ, thuyền vào biển ạ. Chúc mừng, thuyền vào biển. Tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Em xin chọn chủ đề nay ạ. Chủ đề nay, tiếp tục. Xin mời anh Lê Châu. Biển hát chiều nay. Biển hát chiều nay, chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Chọn chủ đề nay. Tiếp tục chủ đề nay, chúng ta cùng nghe. Đêm nay có mưa rơi. Chủ đề tiếp theo là gì? Chiều. Chủ đề chiều, chúng ta cùng nghe. Vâng, xin mời bạn Phương Hảo. Dạ, em đến thăm anh một chiều mưa. Em đến thăm anh một chiều mưa. Tiếp tục lựa chọn. Em sẽ chọn chủ đề chiều. Tiếp tục chủ đề chiều. Anh Thái Duy. Nắng chiều. Nắng chiều. Tiếp tục lựa chọn. Còn một chủ đề, còn một nốt nữa thôi ạ. Vâng. Thế thì hát thôi. Chủ đề hát thôi. Xin mời anh Lê Châu.
Tiếng hát giữa rừng bắt bó. Tiếng hát giữa rừng bắt bó, chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta vừa hoàn thành kết thúc vòng 2 và bây giờ ngay sau đây xin được tổng kết số điểm của 3 thí sinh sau 2 vòng thi. Và xin lưu ý, thí sinh nào ít điểm nhất buộc lòng phải chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Kết quả như sau. Thưa quý vị, sau 2 vòng thi, bạn Lê Châu được 905 điểm, bạn Phương Hảo 1030 điểm và bạn Thái Duy 2265 điểm. Cảm ơn anh Lê Châu đã đến với chương trình. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 3 của chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị, trong vòng 3 chúng ta còn lại 2 thí sinh và họ sẽ nghe một gợi ý. Sau đó đoán nhiều nhất là 7 nốt nhạc, ít nhất là 1 nốt. Thí sinh nào có số nốt nhạc thách đấu ít hơn sẽ được quyền ưu tiên trả lời và đáp đúng sẽ ghi được 1 điểm. Giành quyền ưu tiên đáp sai, người cùng chơi sẽ hưởng số điểm này. Và trong vòng thi này chỉ cần 3 điểm đạt được trước sẽ là người chiến thắng, không lệ thuộc vào số điểm của những vòng thi trước đây. Thưa quý vị và các bạn, nếu hòa nhau ở tỷ số 2 đều, người giành quyền ưu tiên đáp đúng sẽ là người chiến thắng. Giành quyền ưu tiên đáp không chính xác, người còn lại sẽ phải nghe 7 nốt nhạc và nếu như đoán đúng sẽ bước vào liền khúc vàng. Tất cả đã được sẵn sàng. Gợi ý thứ nhất như sau. Đây là bài hát thể hiện tinh thần quyết chiến đấu đến cùng của quân và dân miền Nam để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc. Thách đấu bắt đầu. Thí sinh có số nốt nhạc ít hơn sẽ được quyền ưu tiên thách đấu trước. Tôi có thể đoán bài hát này trong vòng 7 nốt nhạc. Tôi có thể đoán trong vòng 6 nốt. Tôi có thể đoán bài hát này trong vòng 5 nốt nhạc. Tôi có thể đoán bài này trong vòng 4 nốt nhạc. Dạ, xin mời. 4 nốt nhạc, xin mời ban nhạc 23 độ 5. Anh có đáp án không ạ? Nam Bộ Kháng Chiến. Nam Bộ Kháng Chiến. Chúng ta cùng nghe nhạc. Nam Bộ Kháng Chiến là một đáp án chính xác. Tỷ số 1-0 nghiêng về anh Thái Duy. Chúng ta cùng tiếp tục với gợi ý tiếp theo như sau. Đây có thể được xem là một bài hát truyền thống của bộ đội ta. Bài hát được sáng tác vào năm 1945. Thách đấu bắt đầu, xin mời bạn Phương Hảo. Tôi có thể đoán bài hát này trong vòng 7 nốt nhạc. Tôi có thể đoán bài này trong vòng 6 nốt. Tôi có thể đoán bài hát này trong vòng 5 nốt nhạc. Mời bạn đoán. 5 nốt nhạc, xin mời ban nhạc 23 độ 5. Bài này có tên là Giải Phóng Quân. Chúng ta cùng nghe nhạc. Thưa quý vị, bài Giải Phóng Quân là một ra mắt chính xác. Chúc mừng tỷ số 1-0. Chúng ta cùng tiếp tục với gợi ý thứ 3 như sau. Đây là bài hát nói về vùng quê Tháp 10 trong kháng chiến chống Pháp. Thách đấu bắt đầu, xin mời anh Thái Duy. Tôi có thể đoán bài này trong vòng 7 nốt. Tôi có thể đoán bài hát này trong vòng 6 nốt nhạc. Tôi có thể đoán bài này trong vòng 5 nốt. Dạ, xin mời. Xin mời ban nhạc và 5 nốt. Con kênh xanh xanh, chúng ta cùng nghe nhạc. Nước trôi sau nơi tôi bao ngày tranh đấu tôi trôi. Thưa quý vị, con kênh xanh xanh là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Và như vậy chúng ta cùng tiếp tục với gợi ý tiếp theo. Bạn Hảo thân mến, chỉ cần đạt 3 điểm là thí sinh chúng ta sẽ chiến thắng. Bạn cẩn thận. Bài hát nói về những người phụ nữ Nam Bộ
ngoan cường trong chiến đấu. Thách đấu bắt đầu. Xin mời bạn Phương Hảo. Tôi có thể đoán bài hát này trong vòng 7 nốt nhạc. Tôi có thể đoán bài này trong vòng 6 nốt. Tôi có thể đoán bài hát này trong vòng 4 nốt. Mời bạn đoán. 4 nốt, xin mời băng nhạc 23 độ 5. Bài hát được mang tên... Không trả lời được. Bạn có đáp án không ạ? Dạ, không có đáp án. Không có đáp án. Như vậy, anh Thái Duy sẽ có cơ hội nghe 7 nốt và dự đoán. Thưa quý vị, dáng đứng Bến Tre là một đáp án chính xác. Như vậy, anh Thái Duy là người chiến thắng bước vào vòng thi liên khúc vàng. Xin cảm ơn bạn Phương Hảo đã đến với rất là vui. Sông nhà ngày ngày qua trên vai ba lô và phía sông chân băng qua gió mưa đầu đôi trời sao thưa thân băng qua thép gai vượt làn đàn mưa bay của tiếng ta bốc cao lửa tiếng anh bao yêu thương thiết tha người là anh người phương xa ta đi trong tiếng ca ngàn đời còn ngân ngạo ta kêu hãnh sao bước trên đường xa một thời đầy san lao chân vương trong chiến hào nhìn đồng đội yêu sao chia nhau từng dây sông ta chia nhau hiểm nguy đường dài dìu nhau đi ta chia nhau chiến công và nhường miền đêm đông ta đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười xa em bao tháng năm mà lòng chẳng xa xăm trong đêm sao biết xanh nhìn bầu trời long lanh say đôi mắt em vẫn đang nhìn anh đường dài thành phố xa đi khắp non sông nhà ngày ngày quàng trên vai ba lô và phía sông chân băng qua gió mưa đầu đôi trời sao thưa thân băng qua thép gai vượt làn đàn mưa bay của tiếng ta bốc cao lửa tiếng anh bao yêu thương thiết tha người là anh người phương xa ta đi trong tiếng ca ngàn đời còn ngân ngạo ta kêu hãnh sao bước trên đường xa một thời nhảy san lao chân bước trong chiến hào nhìn đồng đội yêu sao chia nhau từng dây sông ta chia nhau hiểm nguy đường dài dìu nhau đi ta chia nhau chiến công và nhường miền đêm đông ta đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười xa em bao tháng năm mà lòng chẳng xa xăm trong đêm sao biết xanh nhìn bầu trời long lanh rơi đôi mắt em vẫn đang nhìn ai chẳng xa xăm trong đêm sao biết xanh nhìn bầu trời long lanh xanh như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh đôi mắt em vẫn đang nhìn anh đôi mắt em vẫn đang nhìn anh đôi mắt em vẫn đang nhìn anh.
chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt Liên Khúc Vàng. Thưa quý vị và các bạn, Liên Khúc Vàng 7 bài hát 30 giây. Nếu anh đoán đúng, tiền thưởng sẽ là 5 triệu đồng. Nếu như đoán sai bất kỳ bài hát nào, cuộc chơi sẽ dừng lại ngay và mỗi bài đoán đúng được tính là 50 điểm. Trong trường hợp nghe nhạc mà chưa phát hiện được bài hát, chưa thể nhớ được tên ca khúc thì có thể bấm bàn phím suy nghĩ xong rồi nói bỏ qua. Trong lúc bấm bàn phím, thời gian sẽ dừng lại, không tính. Sẽ có cơ hội quay lại bài hát mình bỏ qua khi đã đoán xong những bài hát khác. Và bây giờ, nhân ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh là người may mắn nhất bước vào vòng thi đặc biệt. Anh hãy có thể cho biết anh muốn nói điều gì với quý vị khán giả có mặt tại nhà thi đấu cũng như là đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Trong ngày kỷ niệm trọng đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bởi vì chúng tôi là những người lính, kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12, ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, hơn lúc nào hết, chúng tôi muốn gửi tới những người đồng chí, đồng đội, các thế hệ của các bác, các chú, những cựu chiến binh, những anh hùng của đất nước, những lời cảm ơn chân thành của thế hệ nối tiếp. Và chúng tôi kính chúc tất cả các cựu chiến binh, các đồng chí, đồng đội ở trên khắp mọi miền Tổ quốc, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, lời kính chúc sức khỏe và luôn thành đạt, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, xin cảm ơn những lời chúc rất là ý nghĩa và rất chân thành của anh. Còn bây giờ thì tất cả đã được sẵn sàng. Thưa quý vị, Liên Khúc Vàng, 7 bài hát, 30 giây, bắt đầu. Đây là bài Lá Đỏ. Lá Đỏ, chúc mừng, tiếp tục bài số 2. Tiếng còi trong sương đêm. Tiếng còi trong sương đêm, tiếp tục bài số 3. Mẹ, đây là bài hát Mẹ, chúc mừng, tiếp tục bài số 4. Bỏ qua, tiếp tục bài số 5. Hoa sữa, chúc mừng, chính xác, tiếp tục bài số 6. Lá xanh, chúc mừng, tiếp tục bài số 7. Anh Ba Hưng, chúc mừng, trở lại bài số 4. Thưa quý vị, anh đã đoán đúng được 6 bài, rất xuất sắc. Lá Đỏ, Tiếng Còi Trong Sương Đêm, Mẹ, Hoa Sữa, Lá Xanh và Anh Ba Hưng. Tiếc ơi là tiếc, bài của ngành của mình biển khác thì anh lại thua lời ca mà không nhớ tựa đề. Xin mời bạn Trinh cùng bước lên phía trước. Nốt Nhạc Vui được ghi hình tại nhà thi đấu Maximax Cộng Hòa, được sự tài trợ của nhãn hàng Easter. Chúng tôi sẽ được công bố số điểm của các thí sinh trong chương trình lần này. Thưa quý vị, anh Lê Châu 905 điểm, tương đương với tiền thưởng 905.000 đồng. Bạn Phương Hảo 1330 điểm, tương đương với tiền thưởng 1.330.000 đồng. Và anh Hải Duy bước vào vòng thi Liên Khúc Vàng, đón được 6 bài hát, 3.465 điểm, tương đương với 3.465.000 đồng. Được, chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, và chúng tôi xin gửi những phần quà của nhà tài trợ đến cho ba thí sinh của nhà tài trợ Twister. Thưa quý vị, Nói Nhạc Vui đến đây đã kết thúc. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại chương trình thứ tư tuần sau.